lại là anh chặt gà 10 năm kinh nghiệm đây. Clip trước ảnh đã hướng dẫn các bạn xé gà nhận được ủng hộ của 1,7 triệu anh em, hôm nay là clip hướng dẫn chặt nữa con gà nhé. Bước đầu tiên vẫn là bẻ chân, cắt phao câu, cuối cùng phải cắt nước hai bên hông con gà để chặt không văng nước giờ đồ nhé. Để trẻ đôi con gà thì mình cứ đưa dao cắt đôi phần ức gà trước, sau đó chặt hai nhát là trẻ được đôi con gà. Ảnh chia sẻ là để chặt đôi con gà mà hai phần bằng nhau không phải dễ, lúc đầu mới vô nghề là chặt bên nhiều, bên thì ít nên khách phàn nàn rất nhiều. Vì thế, sư phụ ảnh bắt ảnh thời gian rảnh là tập cầm dao chặt sao cho đều nha, có mấy hôm là tay nổi bọc nước rất đau. Thế mới nói học được nghề khó lắm quý gì à. Mới nói một tí là ảnh chặt gần xong rồi, giờ là phần góc tư đùi, trước tiên mình chặt đùi tỏi ra nhé. Phần ức gà có phần xương nhô lên, anh em mới học nghề lấy dao đập dẹp rồi mới chặt nhé. Để loại bỏ vị tanh, cũng như là làm thịt gà đậm vị hơn thì sau khi chặt phải trụng qua nước súp nóng nhé, ít nhất hai lần nha. Gà chặt thì phải có lá chanh, thêm ít rau răm, cho lát lên nữa là xong. Tada bây giờ mình ăn đây, bye bye.